Trình đây, Trình mới vừa đăng xong cái video hồi nãy công việc trong cái nhà hàng ở Atelier City các mọi người. Thì bây giờ là Trình tranh thủ đăng cái công việc khác, tại vì bây giờ rất là nhiều công việc đang tuyển dụng luôn á mọi người. Trình phải tranh thủ đăng sớm để cho mọi người apply, tại vì nó sẽ deadline là thường mấy công việc sẽ deadline cuối tháng 10 và nó nằm trong giữa tháng 11 á cả nhà. Cho nên phải tranh thủ nhé. Thì Trinh đang giới thiệu cho cả nhà về cái công việc bán hàng. Quay lại trở lại là công việc bán hàng làm ở một cái thương hiệu nổi tiếng, đó là mọi người có biết H&M không? HM á mọi người. Cái thương hiệu mà quần áo HM mà ở Việt Nam mình cũng có đó, thương hiệu lớn á. Nó là mọi người cũng nghe về HM đúng không? Thì hôm nay là mình cũng giới thiệu cái công việc và mọi người sẽ làm tại các cửa hàng của HM ở Adelaide này, và nó đang tuyển dụng là các bạn sẽ làm cho nó là ở trong cái mùa lễ này ở nhà làm part-time job á. Thì mình giới thiệu sơ về công việc này nhé. Thì nó đang tuyển người bán hàng, và những lợi ích của các bạn sẽ nhận được là một chương trình hỗ trợ nhân viên, có nghĩa là nó có chương trình hỗ trợ cho nhân viên khi mà bạn trở thành nhân viên của nó. Thì bạn sẽ được là nghỉ phép hàng năm kéo dài, như là các bạn sẽ như mình giống hệt như ở Việt Nam á, mình làm cho các công ty hay là các cơ quan thì mình sẽ có cái thường có cái lịch mà nghỉ phép đó là được bao nhiêu ngày đó, thì các bạn cũng sẽ được như vậy. Rồi thành viên phòng tập thể dục này, cái nó quan tâm tới sức khỏe của nhân viên đó các bạn, nó sẽ cho các bạn tham gia vào hoạt động thể dục thể thao mà các bạn sẽ trở thành thành viên của nó là miễn phí đó các bạn. Rồi nghỉ tình nguyện có lương, việc nghỉ khi mà bạn nghỉ đó, cái những ngày mà bạn không có cái này, giống như là những ngày mà bạn không gọi là không có làm á thì bạn cũng vẫn có lương nha. Rồi cái gì nữa ta, rồi nghỉ phép, ngày nghỉ phép của cha mẹ thì cũng giống như là cái job ở bữa hổm ở chỗ Adidas mà mình giới thiệu với các cái nhà. Rồi mình sẽ giới thiệu một chút về mô tả về công ty nha các bạn. Công ty này là tạo dấu ấn của bạn trong một công ty thời trang hàng đầu thế giới. Đó là giới thiệu, đó là một công ty thời trang hàng đầu thế giới. Rồi H&M là nơi bạn có thể thể hiện trọn vẹn con người của mình và cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi đó. Rồi cái này là nó miêu tả nó là một cái môi trường nhóm vui vẻ, hợp tác và hòa nhập. Tại H&M, chúng tôi hoan nghênh bạn là được là chính mình và thách thức bạn phát triển và tạo nên sự khác biệt. Hãy giúp chúng tôi hình dung lại tương lai của toàn bộ ngành, khiến mọi người đều có cái nhìn cảm nhận và làm việc tốt. Rồi nó nói là hãy tự hào về nơi bạn đến và ngạc nhiên về nơi bạn sẽ đi. Này hay thiệt, có cái cách mô tả về cái công ty của nó cũng hay. Của nó là nó khuyến khích các bạn là hãy là chính mình, và hơn thế nữa là tại H&M, khi bạn làm việc cho nó bạn cũng vẫn là chính mình luôn nha. Mô tả công việc này chỉ khuyến khích bạn là tự tin khi mà bạn làm việc. Thì tiếp tục về phần mà mô tả công việc đó các bạn. Thì mô tả công việc ở đây là với tư cách là người bán hàng trực quan tại H&M, bạn làm việc tại trung tâm của một doanh nghiệp thời trang có nhịp độ phát triển nhanh. Trong cửa hàng của mình, bạn tạo ra một môi trường truyền cảm hứng cho khách hàng khám phá phong cách cá nhân của họ. Rồi bạn sẽ hướng dẫn và hỗ trợ nhóm cửa hàng để mang đến nguồn cảm hứng và hướng dẫn đặc biệt với sự tiện lợi mang tính cạnh tranh phù hợp với nền tảng và giá trị thương hiệu H&M.
cũng giống như là công việc của bạn đó, là bạn sẽ làm việc trong cái bạn sẽ làm ở đó và làm việc trong cái môi trường với nhịp độ nhanh, và bạn sẽ tiếp xúc rất là nhiều khách hàng khi họ đến cửa hàng của bạn để mua đồ, thì bạn phải hướng dẫn và hỗ trợ nhóm. Là khi mà bạn làm thì tất nhiên là có những nhân viên khác cũng làm việc cùng bạn, thì bạn hỗ trợ họ, giống như là khi mà họ đang bận rộn tiếp với khách hàng, tiếp xúc với khách hàng kia, thì bạn sẽ giúp họ để tiếp xúc những khách hàng khác. Rồi nếu như mà những khách hàng mà đòi hỏi yêu cầu lấy đồ cho họ xem, bạn có thể giúp họ để lấy giùm nha. Đó là về kinh nghiệm bán quần áo luôn, mình rất là nhiều kinh nghiệm luôn đó bạn. Rồi, bạn phải tích cực thúc đẩy doanh số bán hàng tại cửa hàng và chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện mạnh mẽ về sổ tay thương mại, đồng thời hỗ trợ cho chúng tôi trở thành điểm đến hàng đầu về phong cách thông qua sự sáng tạo và văn hóa. Thì cái phần này giống như là khi mà bạn làm cho họ tại cửa hàng đó, bạn phải có cách, bạn có phải có bí quyết hay là có kỹ năng về bán hàng, là bạn phải thúc đẩy được cái doanh số họ tăng lên. Đó là cách cách làm. Thì các bạn khi mà các bạn làm trong lĩnh vực mà sale quần áo á, các bạn sẽ biết là cách mình để làm gì. Khi mà khách hàng vào thì mình chào mời họ để mua, và làm khi mà họ tìm kiếm sản phẩm, bạn cố gắng như size hay là màu sắc, các bạn cố gắng tìm cho họ để mà họ phải được mua được cái món đồ đó. Thì bạn đó là một trong những cách mà bạn giúp làm gia tăng cái doanh số á. Nói chung bạn làm cách nào mà để cho khách hàng có thể mua được sản phẩm, khi họ bước vào cửa hàng của bạn họ phải có cái món đồ trở ra, chứ không phải là họ bước vào rồi họ xem nhìn nhìn rồi không ai phục vụ họ rồi họ bước ra. Rồi tiếp tục là tại H&M, chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc hành động phù hợp với các giá trị của công ty. Chúng tôi tin rằng dù bạn giữ vai trò gì thì bạn thì việc bạn làm và cách bạn làm đều quan trọng như nhau. Thì họ là tuyệt vời chỗ này là họ sẽ không phân biệt đối xử bạn là nhân viên hay là cấp quản lý, họ đều đối xử như nhau, dù cho công việc hay vị trí bạn làm là cấp thấp hay cấp cao, thì cái chính sách của họ cũng đều cho các bạn là hưởng như nhau hết, họ sẽ tôn trọng các bạn. Bởi ta nói là hãy be yourself, là hãy là chính mình đó. Với tư cách là người bán hàng trực quan tại H&M, bạn phải đảm bảo là bạn luôn cập nhật các xu hướng thời trang và kỹ thuật tạo kiểu hiện đại để có thể đón trước nhu cầu của khách hàng. Có nghĩa là nó đòi hỏi các nhân viên phải có một cái mindset suy nghĩ hay là cái sáng tạo á, về cái lĩnh vực thời trang. Có nghĩa là bạn phải cập nhật những xu hướng mới, như là xu hướng mùa hè, mùa đông thì họ khách hàng thì thường sẽ chọn những cái gì. Bạn sẽ biết những xu hướng đó trước, và khi khách hàng bước bước vào mà họ cần mình tư vấn á, để mà chọn sản phẩm, mình cũng biết đường để mình tư vấn cho họ, để họ lấy được cái sản phẩm đúng như ý họ muốn. Thì cái việc cập nhật cái xu hướng thời trang là rất quan trọng luôn á. Rồi bạn phải biết chia sẻ, truyền cảm hứng và hướng dẫn toàn bộ đội ngũ cửa hàng về thông tin xu hướng theo mùa. Đó, hồi nãy như mình vừa nói, cái ở đây nó nói luôn các bạn là bạn phải chia sẻ, truyền cảm hứng và hướng dẫn toàn bộ những cái nhân viên hay đội ngũ trong cửa hàng á, giống như là mình với các đồng nghiệp của mình á, mình cũng chia sẻ những thông tin của họ, cũng bàn về những cái xu hướng này kia, để mà tất cả mọi người á, đều có chung một cái tầm nhìn với một cái hướng hành động như nhau á, để làm việc được nhịp nhàng hơn. Thì như là các bạn sẽ cập nhật xu hướng theo mùa, nãy mình nói đó, mùa đông thì thường họ sẽ mặc những trang phục mùa đông, áo áo khoác dày hơn, quần hay áo thì áo len là nhiều vậy đó. Còn mùa hè họ sẽ mặc đồ mỏng hơn và có màu sắc nó rực rỡ hơn. Tiếp tục là hỗ trợ và đào tạo đội ngũ cửa hàng bằng cách đặt ra các kỳ vọng và huấn luyện để đảm bảo chăm sóc hàng may mặc chất lượng cao. Thì cái này thì các bạn cũng hỗ trợ họ về training những cái người mới như mình làm á, như chỗ mình làm á, thì thường giống như là mình cũng hỗ trợ quản lý, mình không phải là quản lý nhưng mà mình cũng hỗ trợ quản lý để mà training những cái bạn mới vô á, về cái tầm nhìn của cái chỗ làm, rồi các bạn cần phải làm cái gì gì mình hướng dẫn hết. Cùng với giám đốc bộ phận đảm bảo việc triển khai và duy trì tất cả các chiến dịch và hoạt động bằng cách sử dụng Store Team Planner được tối ưu hóa cho cửa hàng và khối lượng công việc. Cái này là rồi tiếp tục là mình giống như là mình sẽ hợp tác với giám đốc bộ phận á, để mà thực hiện các chiến dịch, các hoạt động trên cái ứng dụng của unit này, trên ứng dụng đặc biệt của cái bên H&M, là nó sẽ làm, nó sẽ quản lý, giúp cho mình quản lý tốt cửa hàng và khối lượng công việc đó các bạn. Không có gì chứ, giống như mình làm ở trong lĩnh vực nào, người chỗ đó nó cũng có cái ứng dụng riêng để cho các nhân viên có thể làm việc với nhau á. Rồi tiếp tục là thúc đẩy
tải chương trình thành viên Hello phù hợp với mục tiêu của quốc gia và cửa hàng. Cái này cũng không có gì để nói, hỗ trợ cửa hàng đạt được dịch vụ khách hàng xuất sắc. Rồi cái này là quan trọng nè, tại vì khi mà bạn apply cho nó, bạn nhớ là nêu những cái kinh nghiệm của bạn về việc bạn phục vụ như bán hàng và bạn phục vụ khách hàng như thế nào, thì nó yêu cầu bạn là phải hỗ trợ cửa hàng đạt được dịch vụ khách hàng xuất sắc, là bạn phải có một cái cách phục vụ khách hàng không phải như là mình ăn nói chuyện thô lỗ, hay là ở bên đây là nó rất là nhẹ nhàng các bạn, nó không có thích mà nói chuyện mà thô lỗ hay là kiểu như cằn nhằn cào nhào với khách hàng mà người ta vô mà người ta thử đồ hay gì, mà mình thể hiện thái độ luôn nha. Mình bên đây là rất là gọi là nice, mọi người đều cái phải là mới là show cái bộ mặt lại phải vui vẻ với mọi người, phải khi bạn phục vụ họ bạn phải thể hiện là bạn nhiệt tình, chứ không phải là bạn làm như là cái bạn có trách nhiệm phải làm vậy thôi, bạn không có vui vẻ gì hết, nó không được, nó không thể nào đạt được cái chất lượng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình được. Về trình độ chuyên môn, về trình độ chuyên môn nè, đa về các bạn á, là họ yêu cầu là các bạn là cập nhật các xu hướng thời trang hiện tại và kỹ thuật tạo kiểu để dự đoán nhu cầu của khách hàng. Này là xong rồi, cách tiếp cận lấy khách hàng là trung tâm với kết quả đã đạt được chứng minh là tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, là các bạn phải có, khi có hồ sơ bạn nộp các bạn phải chứng minh là bạn đã phục vụ khách hàng tốt như thế nào, khách hàng là hàng đầu như thế nào. Rồi kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng ưu tiên nhiều nhiệm vụ dựa trên nhu cầu kinh doanh có nhịp độ nhanh của chúng tôi. Rồi cái này là có kỹ năng bán hàng đó, nhanh nhẹn rồi đó. Tư duy thương mại với khả năng phân tích số liệu và lập kế hoạch để tối ưu hóa doanh số bán hàng. Rồi yes. Ok. Sorry các bạn, hồi nãy mình có bạn gõ cửa rồi ra nói chuyện một tí, bạn ở chung với mình ở nhà cho nên là mình hơi ngắt một xíu. Thì nếu cả nhà quan tâm thì apply nhé. Thì mình di chuyển qua công việc kế tiếp theo cũng là tuyển về bán lẻ. Cái công ty này cũng là cái công ty bán lẻ, thì nó có nhiều shop ở khắp Nam Úc này hết trơn các bạn, đặc biệt là ở Adelaide. Thì nó đang tuyển dụng nhân viên bán hàng cho cái shop quần áo ở Marion nữa đó các bạn, cũng gần Flinders đó. Nếu các bạn sinh viên nào mà học ở Flinders thì nên apply cho cái job này nhé. Thì nó sẽ offer cho bạn cái mức lương ban đầu là $30.91 một giờ. Thì mình quy đổi thử ra tiền Việt là khoảng 495.000 á một giờ trên một tiếng đồng hồ làm việc á các bạn. Nếu các bạn mà làm trong cái mùa lễ này á, thường thường các bạn sẽ làm vượt qua 8 tiếng luôn á, họ sẽ yêu cầu các bạn làm giờ rất là nhiều. Thì nếu các bạn làm khoảng 8 giờ thì các bạn được khoảng 3.960.000 á một ngày á các bạn. Thì công việc này là casual, loại công việc thì các bạn sẽ làm như là công việc thời vụ vậy đó. Thì nó yêu cầu lịch trình của các bạn là phải rảnh vào cuối tuần, rồi các ca ở buổi trưa, buổi chiều gì đó, rồi các ngày trong tuần là các ca ngày trong tuần, rồi các ca khác. Hoặc là người ta cần gấp thì người ta gọi cho bạn làm giống như bất tử vậy đó, không có sắp lịch trước. Nhưng người ta gọi cho bạn vô trợ giúp người ta gì đó. Thì Ganda là cái tập đoàn mà sản xuất và bán lẻ quần áo là dẫn đầu á ở Australia này, nó có trụ sở ở sau Geelong, là hình như ở bên khu Victoria các bạn. Thì để mà các bạn thành công trong cái đơn nộp của các bạn á, để xin việc làm này, thì các bạn phải có thời gian linh động, các bạn phải có kinh nghiệm trong bán lẻ là như bán hàng, bán quần áo trong shop này shop kia đó, mấy kinh nghiệm, hoặc là kinh nghiệm ở trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn cũng được luôn. Các bạn phải có tình yêu trong cái làm việc trong cái môi trường thay đổi nhanh chóng và nhịp độ nhanh. Và các bạn phải thật sự mong muốn là để làm việc với khách hàng thật sự và các trải nghiệm của chi nhánh, của thương hiệu chứ. Thì như những chỗ làm việc khác thì nó sẽ cho bạn các lợi ích của nhân viên là môi trường làm việc nhóm, năng động, rồi các bạn sẽ được discount khi các bạn mua hàng của tại các chi nhánh của mà Genda, thì các bạn sẽ được có cơ hội phát triển, cơ hội nghề nghiệp chuyên nghiệp. Thì nó để lương khởi điểm là 30.91, nhưng mà những người bạn của mình đã lúc trước cũng có làm bên đây đã nói là lên tới 40+ đô là nghe các bạn cả nhà. Thì hôm bữa mình cũng thấy nó đăng 40+ đô mà nhưng mà bữa nay sao mà mình coi lại thì nó để khởi điểm là 30+ đô thôi, chắc là nó không có tiết lộ cái lương khi mà nó tăng lên đó cả nhà, nhưng mà nó là 40+ đô là nghe.
Nè, đây là cái cửa hàng của Ganda ở Adelaide nè cả nhà. Thì nếu cả nhà nộp đơn thì sẽ làm trong shop như những cái bạn này nè, bạn nhân viên á. Thì video này mình tranh thủ đăng những cái tin tuyển dụng trước, mình sẽ làm nhiều video up lên liền tại vì mình sợ trễ hạn. Thì sau đó thì tôi sẽ sắp tới mình sẽ làm cái video để trả lời câu hỏi của các bạn, các cô chú, các anh chị đã nhắn tin email cho mình mà mình chưa có thời gian trả lời á, thì sắp tới mình sẽ trả lời hết luôn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.